Và từ đầu chương trình đến giờ thì các em đã được thưởng thức rất nhiều những tiết mục đặc sắc do các bạn học viên Apollo trình diễn. Và tiếp nối chương trình sau đây sẽ là bài hát If You're the Kid Dance Around do các bạn học viên lớp 496 chuẩn bị và trình bày. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho các bạn học viên lớp 496. Christmas cheer and beauty.